cũng tại cái nghèo mà ra. Đúng vậy. Thôi anh, ở đời này á, mình mà nghèo là người ta khinh chết luôn. Thiệt á. Nói gì thì nói nha. Ngồi đi chị. Dù điều kiện mình không bằng người ta, nhưng cũng phải ráng đầu tư cho cái bề ngoài coi sao cho nó được một chút. Phải không? Tư à. Tư ơi. Anh Bình, anh đi lấy hủ tiếu rồi. Có gì không anh? Tưởng ảnh ở nhà rủ anh đi chơi. Thôi về nha. Ê, nói nghe nè. Lại đây, nói nghe nè. Chuyện gì? Tới đây, lại đây ngồi đi. Ông tới đây. Gì mà phải ngồi vậy? Ngồi đi, trời ơi. Sẵn tiện tôi bàn với ông chuyện này nè. Ngồi thì ngồi, giữa tôi với bà không có chuyện gì để bàn hết á. Ôi bất hạnh thay. Cha già vô duyên. Hở ra là bất hạnh thay. Nè, tôi đang bàn với hàng xóm ở đây. Sẵn của ông á, tôi nói luôn. Chứ giữa tôi với ông không có chuyện gì để mà bàn hết trơn. Thì nói thử nghe coi. Thì vậy nè, mọi người cũng biết á, con Minh Châu nhà tôi đang quen với thằng Quân. À. Mà thằng Quân bây giờ á, không còn là con của ông Bảy Xích Lô nữa, mà nó là con của tập đoàn Hải Minh. Đi về có xe đưa đón, nhà cao cửa rộng, có tiền, có quyền, có thế. Thấy không? Bởi vậy cho nên tôi muốn nhà tôi phải có cái gì đó để mà xứng tầm với nhà thằng Quân. Cái cơ bản là bà không có bằng người ta được rồi. Thì bởi vậy cho nên tôi mới tính bán cái khu nhà trọ này nè. Rồi tôi vô khu trung tâm á, kiếm một căn nhà ngon lành sang chảnh để xứng tầm đại gia. Gì? Gì tính bán nhà hả? Bà bán nhà có liên quan gì tới tôi chứ? Liên quan sao không liên quan? Liên quan sao? Người ta tới đây người ta mua hết nguyên một khu này nè. Đó. Trong đó có cái nhà của ông nữa. Cho nên tôi mới xuống ông bán cho nó có giá. Chị. Vậy? Chị tính bán thiệt hả? Tính gì nữa? Giờ là bán thiệt chứ không có tính gì nữa. Còn ông tính sao? Tại sao tôi phải tính? Một mình nên tôi muốn ở đâu thì không được. Giả lại cái tiệm thuốc tôi mấy chục năm nay rồi, nó quen rồi. Giờ đi đâu? Tiền bạc tôi đâu có thiếu. Dù sao đi nữa tôi ăn hết đời nó mới hết tiền. Bon chen đi đâu nữa? Ai kia muốn đi đâu thì đi, muốn cạnh tranh với ai thì cứ làm gì làm đi. Tôi khỏi hen. Vì đừng có bán nhà. Với lại thằng Quân nó cũng đâu câu nệ giàu nghèo vậy đâu gì. Thằng Quân nó không câu nệ mà tao câu nệ nè. Tao không muốn người ta nhìn vô người ta nói á là con Minh Châu á yêu thằng Quân là vì tiền, là đào mỏ vậy thôi. Ôi trời ơi, bà không có nói người ta cũng nghĩ vậy thôi. Cha già lăng băm vô duyên, hỡn cái là đâm sùng bể. Rồi chưa? Bàn xong chưa? Xong rồi. Tôi về nha. Bà làm gì làm tôi không có bán. Tôi về nghe chị. Dạ. Lát anh Tư về kêu qua tôi chơi nha. Dạ. Chú về nghe con. Dạ. Dạ. Bởi vậy không con có hạp. Con miếng đất nhỏ nhỏ, tối ngày đồ bán nói hoài. Nói câu là gây à. Thôi nhịn ảnh đi, chị làm sao á. Tôi chỉ già khó ưa. Vậy mà không biết nghĩ sao đi làm thầy thuốc à. Làm thầy thuốc kiểu này hèn chi. Thiệt á, người ta uống vô người ta lành bệnh cũng hay à. Ông Bảy đi đâu về này chưa về ta? Ờ hả? À mà thôi, khỏi lo cho ổng đi. Cùng lắm là biểu thằng Quân mua cho ông căn nhà ngon lành cho ông ở là được rồi. Trên tinh thần là vậy đi. Mấy người tự kiếm nhà rồi dọn nhà kể từ bây giờ là được rồi. Vậy ha. Đi khỏi chỗ này thì tốn kém hơn, thì thiếu thốn hơn nữa. Với lại sau này con Nga nó có tìm về, sao mà gặp. Thì đó, thời buổi này làm sao mà kiếm được khu nhà trọ vừa rẻ tiền vừa an ninh như vậy đâu. Em à, sao mấy hôm nay không chịu gặp anh? Thôi em ngồi đi, em ngồi đi. Em ơi. Dạ. Làm cho ly mãn cầu đi. Dạ. Sao em gặp anh mà mặt buồn quá vậy? Anh trai em đuổi em ra khỏi nhà rồi. Trời ơi, sao vậy? Trời, sao em lại bị đuổi? Ba mẹ em mất sớm, để lại cho hai anh em cái nhà. Nhưng mà hả, anh trai em thì nghe lời chị dâu, sợ em tranh giành của cải, cho nên anh đuổi em ra khỏi nhà luôn. Mấy nay em không có dám gặp mặt anh là cũng như vậy á. Anh coi cái bộ dạng em vậy nè, nếu mà gặp anh thì anh coi cái gì đâu.
Em sợ anh lại nghĩ em lợi dụng anh này kia. Làm gì có chuyện đó. Bây giờ em tính sao? Thì em cũng không biết tính sao. Bây giờ em bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Anh trai em cũng không có cho tiền em đóng học phí. Kỳ này á, chắc em nghỉ học luôn. Sau đó em tìm công việc gì đó để làm. Chắc thời gian tới em không có gặp anh được nữa đâu. Anh biết sao không? Vì em phải đóng tiền ăn nè, rồi tiền học phí nè, tiền nhà nè. Em phải làm ngày làm đêm mới đủ á. Lúc đó em sợ. Ừ, chứ em sợ gì? Em sợ nhớ anh chịu không nổi. Dạ mời chị. Em nói em nhớ anh hả? Từ nhỏ tới giờ anh là người đầu tiên quan tâm em như vậy đó. Em uống đi. Thôi hả? Chắc em phải đi đây. Em đi đâu? Thì em đi tìm chỗ ở chứ còn đi đâu nữa. Anh tính hay là vậy đi. Vô em. Em à. Em tạm thời ở đây rồi anh tính ha. Anh làm như vậy em ngại lắm. Em ngại gì chứ. Muốn gì cũng được. Miễn em chiều anh là được rồi. Khoan anh. Em nghĩ có khi vợ anh đang kiếm anh ở nhà đó. Em sợ chỉ nghi ngờ thì mệt lắm. Vậy em ở đây đợi anh nghe. Vậy để mở cửa cho anh nha. Được rồi. Kìa anh. Vợ anh đang kiếm anh ở nhà đó. Em à. Hôm sau gặp nha. Ta-da. Anh ra đây ngồi ăn với em như vậy anh có ngại không? Ngại cái gì? Thì bây giờ anh đã là ông chủ lớn rồi mà lại ra công viên ngồi ăn cơm mà không phải là cơm tiệm nữa. Đưa anh coi. Chà, đẹp quá. Cái này có đầu tư nè. Em nấu hả? Đẹp không? Dễ thương lắm đó. Sắp xếp đẹp nè, mà được nấu nướng kỹ lưỡng. Để anh ăn thử coi sao. Ok. Ngon không? Anh thiệt không nghĩ là em biết nấu ăn đâu đó. Em tính rất là xấu, không biết nấu ăn, học hành không tới nơi tới chốn, không có bằng cấp, công việc không ổn định. Sao thích em nhờ? Thì anh thích em vì em là Minh Châu, chứ không phải là vì công việc hay là bằng cấp của em đâu. Nhưng mà anh không ngại ăn cơm ở công viên thiệt hả? Nè hát ra. Mọi người ơi, mọi người, tôi đang ăn cơm của người yêu tôi nấu nè. Trời ơi. Thôi anh đang làm gì vậy? Có làm gì đâu, chứng minh thôi. Nè, anh ăn cơm của người yêu anh nấu chứ đâu phải là ăn trộm ăn cắp gì đâu mà ngại đúng không? Làm em ngại quá. Nhưng mà nghe cũng mát luôn. Mà nè. Lần sau không được nấu nữa nha. Chỉ một lần thôi đó. Ủa sao vậy? Thì em đi làm cả ngày, chứ không phải là buổi trưa em cũng ăn cơm tiệm hay sao? Mệt quá. Người ta thích nấu cho anh ăn chứ bộ. Thiệt không? Ừ. Nhìn cái mặt em là biết thích lắm rồi đúng không? Thích lắm hả? Mọi người ơi, tôi thích người tôi yêu quá à.
Chắc là Dì cũng phải nhắn tin cho cô con rồi. Nhắn cái gì? Dì làm gì mà sợ sệt dữ vậy? Đàn ông nay cô này mai cô khác là chuyện thường thôi. Chẳng phải là hồi trước Dì cũng giới thiệu cho con mấy em sao? Hồi đó khác, giờ khác. Dì qua mắt được con chứ không qua mắt được cô con đâu. Mặc dù không cố ý, nhưng mà có người lại nói với con là thấy Dượng đưa một cô gái trẻ đẹp vào khách sạn Phong Lan. Dượng cũng biết mà, Hải Minh thì cũng kinh doanh khách sạn. Người trong ngành với nhau á thì làm sao mà giấu được. Nhưng mà Dượng yên tâm đi, con sẽ không bao giờ nói với cô của con đâu. Con biết Dượng với cô con sống với nhau là vì vấn đề gì mà. Con hiểu, đàn ông mà sống dựa dẫm vào vợ thì cũng tội nghiệp lắm, không bao giờ mà tự chủ được bất cứ chuyện gì. Ngay cả chuyện yêu thương cá nhân cũng bị quản thúc đúng không? Con muốn nói với Dượng là mặc dù cô Yến là cô ruột của con, nhưng mà Dượng cũng biết là cô cháu con á không được hòa thuận cho lắm. Con có thông tin này không biết là Dượng có muốn quan tâm hay không. Thực ra thì con có một căn hộ chung cư cao cấp ở bên quận 2, nhưng mà xa xôi quá cho nên con không qua. Nếu như Dượng muốn thì con sẽ... Hả? Con cho Dượng mượn hả? Không, nó sẽ là của Dượng. Con sẽ bán lại cho Dượng với giá hữu nghị. Lúc đó Dượng tha hồ mà đưa mấy em về, mà không cần phải tới khách sạn. Không ai có thể biết Dượng đang làm gì, kể cả cô của con. Nhưng mà tiền cô con giữ chứ Dượng đâu có. Dượng cháu của mình mà, Dượng lo gì mấy chuyện đó. Con sẽ bán thiếu cho Dượng, khi nào Dượng có tiền thì trả cho con, hoặc là trả góp hàng tháng cũng được, mỗi tháng một ít. Số tiền nhỏ như vậy chắc là cô con không để ý đâu. Nè, sao hôm nay tự nhiên tốt với Dượng vậy hả? Buồn quá. Dượng đang nghi ngờ con hay sao vậy? Dượng coi lại đi, Dượng có cái gì để mà con lợi dụng. Thôi, Dượng cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Con lúc nào cũng chỉ muốn giúp đỡ Dượng hết. À mà Dượng nè. Sao? Con nghĩ là đàn ông mình cần phải mạnh mẽ lên, như vậy thì mới thoát khỏi được ách thống trị của đàn bà, có đúng không Dượng? Vậy nha Dượng. Báo cho chị tin vui đây. Đúng á, là nhờ uy tín của Hải Minh mà Bảo An á được thơm lây. Chị muốn nói chuyện huy động vốn đó hả? Mình huy động hơn 100 tỷ rồi. Ừ. Một phần á, trả lãi cho người góp vốn, còn một phần á, thì rót mạnh cho khu biệt thự đang xây. Nè, khu biệt thự á, tiến hành tới đâu rồi? Đi hôm nào á, tôi xuống dưới đó khảo sát thực tế mới được. Cái đó thì để cho lính nó lo, mình lo làm gì? Gì đây? Đây á, là toàn bộ hồ sơ về việc huy động vốn của mình. Còn cái hóa đơn thu chi, kế toán cũng trình bày rõ ra đây hết. Mình làm việc á, giấy tờ rõ ràng, chị yên tâm. Vào đi. Dạ, giám đốc chị trình em kinh phí khu biệt thự. Nè, chị xem qua đi rồi ký. Ủa, cái này... Phần kinh phí này á sẽ lấy từ chỗ huy động vốn có được. Mà người đứng tên á huy động vốn là chị, nên chị mới là người duyệt chi mới phải chứ. Rồi. Dạ. Bây giờ thì mình chỉ đợi hốt bạc thôi. Anh Quân. Dạ chào anh. Chỉ là sắp tới
Anh có dự định gì không? Kế hoạch đã thông qua hết rồi mà. Không, ý tôi là triển lãm ở Vũng Tàu á, mình có nên dạo chơi hay tham quan gì đó không? Không, tối nay tôi có hẹn rồi. Anh có biết là nói chuyện mà không nhìn vào mặt người khác là thiếu tôn trọng không? Cô biết là tôi không có nhiều thời gian mà. Nhưng mà nghĩ lại những chuyện như là đi dạo tham quan thì cô nên nói với lại Phú Thịnh mới phải. Tôi... Nếu như không vì công việc, chúng ta nên hạn chế gặp mặt nhau. Như vậy để tránh hiểu lầm với Phú Thịnh. Vô đi. Ba. À, con. Ai chọc giận con gái ba sao? Cái tên quần đúng là đáng ghét, cao ngạo, không có ai ra gì hết. Nó đã làm gì con hả? Dạ, không làm gì hết. Nhưng lúc nào anh ta cũng tỏ ra là mình thông minh, tự tin, lúc nào cũng muốn thắng người khác. Nghĩa là con thua nó hả? Dạ, không có đâu ba. Đối thủ càng mạnh thì con càng thích. Làm ba lo con bỏ ngang kế hoạch chứ? Dạ không ba. Nhưng tại sao con lại tức giận như vậy? Con cũng không biết nữa. Chắc là lần đầu tiên có đứa con trai coi con không ra gì. Con nên cẩn thận, đừng từ kẻ chinh phục mà biến thành kẻ bị người khác chinh phục đó. Ba yên tâm. Con biết mục đích của con là gì mà. Con sẽ không để bất kỳ chướng ngại nào cản trở con đâu, ba. Vậy thì tốt. Vậy là coi như xong. Bây giờ không còn gì có thể ngăn cản Dương đến với tình yêu của mình nữa. Nhà cũng có, người đẹp cũng có. Dương á là nhất rồi đó nha. Đây, Dương giữ một bản, con giữ một bản. Ba tỷ biết chừng nào mới trả được đây? Dương lo gì, 15% cổ phần ở Hải Minh không lẽ không đủ lời để Dương trả tiền lại cho con hay sao? Nhưng cái đó là cô con bà nắm. Nói chung á, bây giờ Dương cứ tận hưởng với người đẹp của mình đi, tới đâu hay tới đó. Nhưng mà không lẽ cô của con á bỏ mặt Dương hay sao mà Dương lo? Cũng lo chứ. Con phải công nhận á là Dương tham thiệt đó nha. Dương mới mua được nhà, bây giờ lại muốn được kiếm tiền nữa chứ gì. Không phải, không phải. Đàn ông muốn kiếm tiền là chuyện tốt, có gì đâu mà Dương chối làm gì. Sao, Dương muốn kiếm tiền đúng không? Vậy là Dương gặp may rồi đó nha. Nè, Dương có biết hồi ở Mỹ con có tiền ăn chơi phung phí là nhờ ở đâu không? Gia đình cho hả? Dương có biết tính ba con mà. Ba con đời nào mà cho con tiền xài thả ga như vậy đâu. Vậy chứ làm sao? Đánh bại. Thôi thôi thôi, cái đó sạc nghiệp chứ kiếm tiền cái gì. Nè, vậy Dương thấy con có sạc nghiệp không? Con giữ sờ sờ đây nè. Nhà thì có thể mua được, tiền xài thả ga, mặc dù con không cần phải đi làm gì hết. Về khoản bài bạc nha, con hơi bị có kinh nghiệm đó. Hả? Sao Dương không tin con à? Được thôi, con sẽ cho Dương chứng kiến tận mắt. Mấy anh á cứ thích nhường thằng em này không mà. Lần nào chơi với chú em á cũng bị thua sạc nghiệp hết. Nay thua, thằng này số nó đỏ quá. Hôm nay là phải nhường cho chú em nó rồi, đâu có cách nào chịu nổi, bài son quá.
đâu có chịu nổi. Dư, con đi nghe điện thoại cái. Dư chơi giùm con nhắn này. Nhưng mà cứ chơi đi. Vô rồi. Chút tiền đi của em nè, không lộ đi. Trời ơi. Wow. Chung 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 đây chung. Cậu mình đo hôm nay hình quá. Dạ làm ăn khá dữ nha Dượng. Dượng con có việc bận rồi, vừa chơi nha. Ừ được. Còn lấy một ít. Còn bao nhiêu cho Dượng hết đó. Bye. Chia đi. Ông đó. Em thấy sao? Bây giờ em về ở hẳn nơi đây. Anh nói thiệt hả? Trời ơi, bộ anh nói giỡn em sao? Dạ không phải. Em coi đi. Đẹp quá à. Cứ coi đi. Wow. Em thấy sao? Đẹp không? Nhà đẹp quá à. Em cảm ơn anh nha. Nè, không phải cảm ơn suông đâu nghe. Vậy thôi, anh đi tắm trước đi. Đợi anh nghe. Để anh ra đi đồ. Đợi chút xíu nghe. Tôi còn xa lạ gì với cái giường này nữa. Em đã được trở lại căn nhà của mình rồi. Tốt lắm, cố gắng chăm sóc ông ta tối nay nha. Anh ơi, anh... Anh sẽ không quên những gì em đã làm cho anh đâu. Yêu em. Tại sao lại có người lộ rõ điểm yếu của mình cho người khác biết vậy? Em. Sao anh nóng vội quá vậy? Nhanh lên đi em, anh còn phải về với... Về với vợ anh chứ gì? Ờ. Ở bên em á, mà còn nhớ tới vợ nữa. Chứng tỏ anh không coi em ra gì hết. Em có ra gì mà. Chỉ là anh không muốn cho bà biết. Nếu không em bị liên lụy thì sao? Thiệt ghét. Khoan đã. Cái gì nữa đây? Mình
phải uống một chút rượu để lấy cảm hứng nha. Rượu hả? Để em đi lấy cho, nhà còn nhiều rượu lắm. Sao em biết nhà này có rượu? Thì tại em thấy căn nhà này sang quá, với lại nội thất lại có sẵn như vậy, cho nên em mới nghĩ là có. Hay là anh để em đi coi thử nha. Anh nằm đây đợi em, không được đi đâu nghe chưa? Đi là em giận đó. Alo, tới chưa? Sao mà lâu quá vậy? Tao đang dụ ông ở trong phòng đó. Đợi tao đó nghe chưa? Tao biết rồi. Nghe. Uống xong ly này em phải chiều anh đó nghe. Nhưng em chưa có uống xong mà. Anh tính một mình anh hưởng thụ thôi hả? Còn em thì sao? Vậy thì em uống đi, uống nhanh đi. Anh uống đi. Không lẽ anh lại ngồi không nhìn em uống hả? Như vậy thì đâu có được công bằng đâu. Anh phải uống với em. Dạ, nhưng mà anh... Em không biết đâu. Anh uống đi. Đó. Sao em lại không uống? Rượu nó đang chạy trong người anh phừng phực rồi đây nè. Con gái thì phải uống từ từ chứ. Trời ơi. Anh có điện thoại nè. Giờ anh gọi hả? Chắc giờ anh gọi đó, anh nghe đi. Alo, Dưỡng nghe. Hôm nay sao rồi Dưỡng? Mấy anh em chăm sóc Dưỡng có tốt hay không? Tốt, tốt lắm con. Lần này Dưỡng không vinh ơn con đâu. Thế chưa? Con đâu có gạt Dưỡng làm gì đâu. Sở dĩ con có tiền xài thoải mái là cũng nhờ sòng bạc hết đó. Vậy hả? Mới lần đầu mà Dưỡng đã hơn như vậy, mấy lần sau chắc còn hơn nhiều nữa. Vậy hẹn con ngày mai nha. Dưỡng, Dưỡng ghé qua nhà mới chưa? Có, trong nhà có rượu nữa, còn chú đáo với Dượng qua. Vậy hả? Vậy Dượng đang vui vẻ có đúng không? Dượng chỉ mới bắt đầu thôi. Thôi, chúc máy nghe, đem nó chờ. Nãy giờ đợi anh lâu rồi phải không? Khoan đã. Cái gì nữa đây? Em phải tắt đèn. Em xấu hổ lắm. Để em đi tắm rồi em thay bộ đồ quyến rũ. Thôi, để cho anh ngắm nha. Thơm rồi mà. Được rồi mà. Thôi, chờ em chút, rồi lát nữa em sẽ chiều anh. Ngoan.
Nghe nè bà xã, anh đang đi nhậu với mấy thằng bạn. Về liền. Thôi anh phải về đây. Anh về đi. Cảm ơn cưng. Cưng coi vậy mà biết chiều anh ghê. Ngày mai anh ghé nữa. À, bo cho cưng nè. Ráng chiều anh như bữa nay, anh không tiếc gì với cưng đâu. Cảm ơn anh. Thôi anh về lẹ đi, nếu không giờ anh biết thì chết đó. Anh đi nha. Anh đi cẩn thận nha. Đi nha. Em không cần đóng cửa, để anh tự đóng nha. Anh đóng cửa nha. Sao anh tới sớm quá vậy? Em không thích sao? Sao không thích được? Tưởng anh bỏ rơi em luôn rồi chứ. Vẫn còn ông già kia mà. Anh ghen hả? Tại sao phải ghen? Thừa nhận đi mà. Em thích bộ dạng này của anh lắm đó. Nè, em nhớ là phải chăm sóc ông già đó cho thật tốt. Nhớ chưa? Em chỉ muốn chăm sóc anh thôi. Trời ơi, tự nhiên cái buồn ngủ. Ngủ quên, vô gì dễ sợ luôn á. Nè, lấy cơm cho ông Quân ăn nữa phải không? Dạ đâu có, con làm cho hai đứa ăn chứ bộ. Ê, chừa phần cho má nữa nha. Dạ. Chuyện gì vậy? Đau quá má ơi. Trời đất ơi. Trời ơi con ơi, con có sao không con? Đi ra đây, đi ra đây với má. Trời ơi, ra đây. Trời ơi, chết rồi. Bớ làm sớm ơi, bớ làm sớm có ai đó không? Cứu giùm con Minh Châu với. Trời ơi, chết con tôi rồi. Ông là Bâm. Ông là Bâm ơi. Anh Quân, anh chưa ăn sáng đúng không? Em có mua đồ ăn nè, mình lên phòng ăn chung nha. Không cần, tôi có điện thoại. Tao nghe nè mày. Ê Quân ơi, ở nhà đang có biến á. Trời ơi. Bà Châu con. Minh Châu sao? Bà Châu bị phỏng nặng lắm, đang băng bó ở nhà nè. Được rồi, tao về liền. Xin lỗi, tôi có việc gấp phải giải quyết. Anh Quân, anh Quân. Dạ, con chào cả nhà. Ông dịch, cũng tại mày mà con Minh Châu nó mới bị như vậy đó. Hả, mày vừa lòng chưa? Đồ cái thằng dịch vật. Dịp. Má, không sao đâu, đỡ rồi mà. Bị vậy mà không sao hả? Em có đau lắm không? Hên á, chú Sơ cứu kịp thời á. Nếu không á, để cái thẹo từ đây nó xuống tới đây nè. Nó thấy ghê. Lúc đó nè, hết mang dài co gót nè. Khỏi mặt đầm ngắn nè. Cũng tại vì ai hả? Sáng sớm con nhỏ ngủ dậy chưa có đủ giấc, phải lọ mọ nấu ăn cho mấy người ăn. Hấp ta hấp tấp nên mới bị vậy đó. Vừa lòng mấy người chưa? Đâu có, con nói cho con mà. Hay là để anh đưa em vô bệnh viện nha. Ê, mày chơi xỏ tao hả Quân? Tao làm cho đã giờ mày đòi đưa vô bệnh viện là sao? Chẳng khác nào mày kêu dẹp cái tiệm thuốc tao hả? Dạ, nhưng mà con có ý đó. Cái chân nó mà bị thẹo, mày lấy cái chân tao gắn qua cho nó.
thì ớn nhà giàu đứt tay làm như ăn mày đổ ruột. Sĩ, cái này người ta bị phỏng chân chứ có phải đứt tay đâu. Ông bà xưa người ta nói vậy đó, mày xí vô mày. Thôi được rồi, để tôi về tôi lấy thuốc cho nó, đắp vô cho nó mau lành thẹo. Dạ, tôi cảm ơn anh. Ồ, lúc nãy tôi quýnh quán quá. Nếu như mà không có anh, giờ không biết nhỏ ra sao nữa. Bởi vậy đàn bà lúc nào cũng hấp ta hấp tấp, không bao giờ giữ được bình tĩnh hết. Em còn đau không? Nếu nằm trường hợp mà không có tao á, không sao đâu. Bà sẽ chạy lính quýnh hết cái xóm này, kiếm người này kiếm người kia. Đợi đến lúc đó chân con nhỏ tiêu luôn rồi. Lần sau mà có bị phỏng như vậy á thì sơ cứu giống như tôi nãy giờ nè, biết không? Rồi muốn đưa đi đâu thì đưa. Đàn bà gì mà đủ rồi đó nghe. Bằng cái chân cho con nhỏ được thể lên lớp tôi hả? Không có mượn.